Công viên được mong chờ nhất tại Sầm Sơn chính thức ra mắt, thử thách với những làn trượt cực chất, 3 đường trượt cảm giác mạnh đầu tiên và cao nhất châu Á Thái Bình Dương, 2 trò chơi thú vị dành cho bé lần đầu tiên xuất hiện và sức vui chơi cùng gia đình và bạn bè, ưu đãi giá đặc biệt dành riêng cho người dân Thanh Hóa, giảm giá 5% cho mọi du khách khi đặt vé trên trang bán vé chính thức của Sun World, còn vô vàn trải nghiệm hấp dẫn đang chờ bạn khám phá. Sun World Sầm Sơn, điểm đến mùa hè không thể bỏ lỡ. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.